phiên Vạn Phúc nha. Hôm nay phiên ngày 15 ra trầm trưa, và cũng nghĩ là đang có mấy cái hội chợ ở Mỹ Đình thì nó vắng, mà thực sự nó khá nhiều cây. Hôm nay có trường mình bác đây, mang thấy nhiều cây đây, để vào xem là có cái gì hay để anh em ta nghiên cứu bác nha. Bố múc cây này à bố? Hay đấy nhỉ? Thằng nặng bóc bao tiền? Ghê nhỉ? Đấy. Hợp lý quá. À vâng. Chỉ có gặp bác này thì mới rẻ thôi. Mỗi tội là chả mấy khi có cây mà mình thích. Đấy, vừa ra cái là gặp mở màn rồi. Mở màn. Xem nào. Hoành tráng đấy. Vui dây thép. Chợ trưa đây, đúng không? Chợ trưa bán này. Vui dây thép của phủ đệ cái này. Không, cứ để cắt giật, đừng muốn. Cho to đã, tay còn bé lắm. Vâng, được nhất của ông này cây này. Đấy, rẻ như cho nhỉ. Cái bồ đề đã sống chưa? Cái bồ đề đã sống chưa? Cái đứa này hơi hơi thôi. Bao khách họ thích thì gốc. Cái này hơi hơi thôi, cao về mình cắt. Đục phá đi. Đục đi cho lên là vừa. Và đi chợ mà có cây mang về sướng nhỉ. Điền này, bao không gọi mà đừng cốt trong này. Sợ nó rơi vậy. Điền rơi được. Điền thật đấy nhỉ. Xem nào. Đây à. Không có phải lá nó. Ra thì giống là điền lắm. Mấy trăm bạc. Trưa này vui lắm. Rồi. Xong phim một em. Bây giờ ra chỗ xe của bác này. Trường này. Đây cái này vừa bảo 8 triệu à? Vừa 5 triệu. 5 triệu. Đấy, vừa mới ra tí thì bác này bác ý. Có mấy bác mà bán rong ấy rẻ lắm. Tất nhiên nó không có cây đẹp nhưng mà nếu mà có cây nào ưng mắt thì rất là rẻ, thậm chí những cây mà đáng nhưng mà các bác khác bán hàng triệu, hàng vài triệu thì bác chỉ bán mấy trăm nghìn, nhiều khi khó gặp. Đấy, giá cả nó vô cùng lắm, nhiều khi các bác đắt rẻ không biết như nào được, quan trọng là mình thích, đúng không? Mình thích và mình cảm thấy mình mua được bao nhiêu. Ví dụ cây một cái cây như cây xanh kia chẳng hạn, bác này bác bán ví dụ như 500 nghìn đi thì có thể vào tay bác khác có thể bán 5 triệu. Đấy, ví dụ như vậy. Rất vô cùng, không biết thế nào được. Mà mua đắt mua rẻ thì khó. Chỉ các bác có thể mua từ các bác buôn với nhau mua ở đây, nhưng mà nhấc sang bên kia bán giá đã khác rồi. Đấy. Đấy, sân trường sang chỗ bác Hiền đấy xem. Đấy, rất nhiều hoa giấy. Cái hoa nó mới cái sức khỏe nữa, bỏ lên xe luôn nhé. Có cắm luôn đi. Hoa giấy rất rực rỡ. Cây to phết. 10 tháng. Mày ơi, tặng cho con cả. Ủa? Ủa? Đi mua ô tô thì bao giờ cho bảo không? Cái loại là chuyên một thuộc rồi. Nội ruộng anh đi nội năm cây bẻ hoa cả tháng anh đi ngày nào
mình linh xa con suối chè rừng gọi là chè rừng con này nó hay có con sâu cong cong hay bộ nhiều sâu ơi à đấy chừng như là cái tảng đá như sùi dưới đá này dưới của ông Hiền này chả biết bao tiền đá là độc đáo đấy. Tìm cái lối vào xem mặt sau như nào. Dưới đá đấy, ngày xưa là kiểu bị đầy đọa đó, dẫn đạp lên thì nó như này, cái thực tế cái thân gốc chính của nó đây dễ chính này. Chè rừng một chỗ tôi thì lại gọi một tên khác là bồ heo. Xong rồi à? Đấy bây giờ là lại là giá là bao nhiêu đây? Bây giờ thì cộng thêm 500 thôi. Cứ vào đi, vừa này 2,5 triệu bây giờ thành 3 triệu. Hợp lý. 3 triệu. Tìm quýt hay này. Quýt quá mê. Quá mê. Bấm tỉa gái cho nó. Đấy con chuối kia cũng hay chứ. Người tay. Đấy lấy con lời này. Đấy con lấy bao tiền? Thôi ông chung. À không phải ấy à. Chuối của nhà mình hả chị? Bao tiền? 2,5 đồng. Cái nhà đẹp lắm, à cái nhà xem thế nhỉ? Chưa. Này con cái này không? Dạ, to lắm. Cái này ông vừa rồi ông lấy, em đây lấy lại của ông qua tiền. Đấy. Úi dồi, đi mẹ âm nổ. Hả? Không, 3,5 đồng. Giờ là 3,5 đồng đúng không? Ừ. Đấy. Còn 100 nữa. Được mấy bước chân nhỉ? À, mới được 10 bước chứ, 5 bước. 2 đâu? Quan trọng rồi mấy bước chân, sang tay cơ không nó đã bậy rồi đấy. Tính bước chân. Bước chân này hơi bị dài. Đây nhiều ruồi quá nhỉ. À có con nhà kép hôm nào bảo ông dày còn đấy không? Cho xem ảnh mới biết được. Anh có ảnh biết gì? Hay là không mang đi à? Không. Hôm nào chiều mai rồi rồi anh chụp anh gửi à? Vâng. Không ra Mỹ Đình à? Anh không ra Mỹ Đình. Mình ít cây của mình xấu ra Mỹ Đình xuống mộ. Ô mẹ ra ngoài dễ bán nhất đấy. Chứ những cái kia có bán được đâu. Không chân kia thì không nói chuyện rồi. Chân kia để trưng bày thôi. Chân kia thì không. Không trưng bày gì? Mỹ Đình ấy là toàn bán chứ. Mỹ Đình nằm ở đâu chưa? Anh thì chả biết gì. Mới bày được mấy hôm ấy. Ở chỗ nào? Sân vận động ấy. À thế ạ. Trước cửa chỗ cái đồng hồ ấy. À. Lại đờ, lại có. Mọi người đều biết nhỉ. Lại có gỗ, có cây đầy đủ. Mới bày mà. Anh cứ mãi đi chợ, anh chợ.
ra đấy thiếu thiếu cây nhỏ nhỏ lắm. Còn cái to mẹ ai mà mua được. Minh Sam này là bao tiền anh? 4 củ. 4 củ. Trương này chẳng biết có bán được mấy không? Hả? Trương này không biết có bán được nhiều không? Khó này. Này mua bán 30 cây rồi. Bán 30 cây rồi à? Bán gì nhiều thế? Một cây nhỏ nhỏ này. À, si siếc đi thôi. Cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà cũng nhiều thì nó nhiều. À, thế bạn đi chợ thế ổn quá thì. Đấy, đã về rồi đấy. Đây toàn cái to nhỉ. Cái này được một chuyến có chở được hết không? À, cái nào nữa? Đấy, đấy si con. À đây có cái cây gì đây? Rẻ quá thì nếu rẻ đâu không? Đây là cây xăng dầu Cẩm Thị. À đâu đây cái mun đen? Cái con đồi ở nhà này đau rỉ. Chúng còn chậu chúng ta đến mua được cái chậu nào đẹp? Mun này bao tiền mà? Bán đi suối trên trời. Bán đi ruối, cục ruối ghê đấy nhỉ. À, khỏe đây đấy, xem nào. Bắt đầu trưa nó vắng này, để ra chỗ bố nhạn xem này có đi không. Ui ơi, mất đầu à? cái sành bà thần hồi nãy là quá ổn. Đấy, sang bên này là đẳng cấp hẳn, khác hẳn rồi. Này 18 triệu. Mình dành 18 triệu. Quế 11 đồng. Quế. Đây một loạt. Một loạt đồ Nhật. Đến trường này. Rồi để ra chỗ bố nhạn cái xem nào. Có cái gì không?